10 năm hoạt động trong lĩnh vực tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long, nhưng đây là lần đầu tiên du thuyền của đơn vị này khẳng định chất lượng phục vụ gắn liền với bảo vệ môi trường bền vững thông qua việc gắn nhãn sinh thái cánh buồm xanh. Hoạt động trong dự án thúc đẩy tăng trưởng xanh khu vực Vịnh Hạ Long do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng tổ chức JICA thực hiện. Khi được gắn nhãn cánh buồm xanh này để cho khách hàng người ta hiểu được rằng đến với chúng tôi, đến với Vịnh Hạ Long là được thụ hưởng cái văn hóa du lịch bảo vệ môi trường, văn hóa du lịch bền vững. Năm nay, đầu tiên chúng tôi chỉ chứng nhận cho 2 chiếc thuyền. Tuy nhiên, theo kế hoạch vào năm sau của tỉnh, thì sẽ mở rộng ra dán nhãn chứng nhận cho khoảng 20 chiếc thuyền nữa. Để được dán nhãn sinh thái cánh buồm xanh, tàu du lịch sẽ phải đáp ứng 29 tiêu chí với nhiều cấp độ. Và mặc dù nhãn dán sẽ có hiệu lực trong 3 năm, tuy nhiên đại diện của Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết chất lượng dịch vụ cũng như các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo yếu tố môi trường bền vững sẽ được kiểm soát chặt chẽ sau khi cấp phép. Các tàu mà không thực hiện đúng thì lập tức là chúng ta sẽ thu hồi cái nhãn sinh thái cánh buồm xanh. Để khi nào mà yêu cầu phải hoàn thiện đúng tất cả việc đó thì chúng ta mới cho tiếp tục sử dụng, đặc biệt là trong công tác là quảng bá và trong kinh doanh. Hiện gần 600 tàu du lịch hoạt động trên Vịnh Hạ Long, trong đó khoảng 200 tàu có khách lưu trú. Thực hiện thẩm định gắn nhãn sinh thái cánh buồm xanh cho tàu du lịch là cách để tỉnh Quảng Ninh thể hiện quyết tâm phát triển du lịch gắn liền với bảo vệ môi trường, đặc biệt là di sản Vịnh Hạ Long bền vững. Và Vịnh Hạ Long là di sản của quốc tế, của thế giới. Chúng ta ứng xử với Hạ Long không phải ứng xử theo nguyên nghĩa là ở Việt Nam và cũng không càng không phải là ở Quảng Ninh. Chúng ta nhất định không theo cái cách chộp giật mà làm du lịch.